Chào mừng quý anh chị và các bạn quay trở lại với kênh Xe Đẹp Hải Dương. Buổi chiều ngày hôm nay thì bên em giới thiệu đến quý anh chị và các bạn một chiếc xe thuộc phân khúc hạng B. Chiếc xe này là Hyundai Accent, bản ATH, bản cao cấp nhất anh chị nhé. Chúng ta có thể quan sát qua cái vành là chúng ta cũng có thể phân biệt được bản ATH, bản cao cấp nhất có trang bị cửa lock, là vành thiết kế 5 chấu dạng bản to anh chị nhé. Chiếc xe này thì được sản xuất vào năm 2018, biển Hà Nội. Biển thì bên em có bao rút hồ sơ cho anh chị nhé. Xe thì đi hơn 9 vạn chuẩn rồi. Lốp theo xe thì còn 2 lốp phía sau. 2 lốp trước thì bác chủ vừa thay 2 lốp bít rồi anh chị nhé. Đấy, rất là cẩn thận thì lốp trước là hơi mòn tí là bác chủ đã thay hẳn lốp bít mới rồi. Rất là tuyệt vời, cũng rất là tốt cho anh chị mua về sử dụng, chúng ta không phải thay lốp mới anh chị nhé. Vành thiết kế 5 chấu dạng bản to, nhìn nó khỏe khoắn hơn nhiều so với lại bản tiêu chuẩn. Vành thì chưa một lần sơn lại anh chị nhé. Và anh chị có thể quan sát cái vành này để anh chị biết đó là bác chủ đi ở Hà Nội. Tuy nhiên thì cũng khá là giữ xe đấy, thế nên là vành nó không bị xước. Accent 2018 thì được trang bị đèn trước là đèn bóng chiếu projector rồi anh chị nhé. Và có giải đèn LED ban ngày. Chiếc xe này thì cụm đèn trước cả hai bên đều còn zin, thế nên là vỏ đèn còn rất là trong anh chị nhé. Đèn gầm thì có được trang bị viền inox rồi, nhìn nó khỏe khoắn hơn rất nhiều. Điểm mạnh của Hyundai Accent đó là trang bị động cơ 1.4 lít tiết kiệm nhiên liệu. Bên cạnh đó thì thiết kế của Hyundai Accent rất là trẻ trung, và đặc biệt là những chiếc xe màu trắng như thế này. Và nội thất thì cũng trang bị hiện đại anh chị nhé, nó không già dặn như Vios. Gương chiếu hậu ngoài thì tích hợp sinh nhan, gập điện và chỉnh điện rồi. Đối với bản ATH này có trang bị chìa khóa thông minh khởi động nút bấm, thế nên là anh chị có thể thấy là có cảm biến mở cửa này. Xe thì bên em bao zin cho anh chị. Bác chủ thì cũng trang bị thêm vè mưa và dán phim cách nhiệt rồi. Đây là lốp sau anh chị nhé, nó cũng hơi mòn một chút rồi vì là lốp theo xe. Tuy nhiên thì anh chị có thể thấy củ phanh này rất là mới, và đặc biệt cua lốp của nó này không có vết han giết gì đâu anh chị nhé. Hà Nội thì chúng ta chỉ sợ ngập nước đâm đụng thôi, chứ còn cái môi trường của nó thì cũng không bị những cái môi trường khắc nghiệt như là biển hay là đất đỏ Ba Gian anh chị nhé. Thế nên là gầm của nó cũng tương đối là đẹp. Đấy, thiết kế phía sau xe cũng khá là cứng cáp anh chị nhé, với cụm đèn sau zin vuốt vào bên trong này rất là sắc sảo. Có trang bị cảm biến lùi và camera lùi đầy đủ rồi. Cảm biến lùi 4 mắt này, cam lùi rồi. Bản ATH anh chị nhé, sản xuất vào năm 2018. Đây là lốp theo xe này anh chị này. Đấy, lốp theo xe anh chị nhé, củ phanh thì còn rất đẹp. Đấy, đết lốp 2018 này. Đấy, nó sẽ hơi bị mòn một chút anh chị nhé. Xe thì bao zin cho anh chị, không đâm đụng, không va chạm, máy số zin từ dàn cò. Đấy, anh chị có thể quan sát cái hông xe thì anh chị cũng thấy xe rất là cứng cáp anh chị nhé. Hai lốp trước thì đều là thay lốp mít rồi anh chị nhé, tức là thay hai quả lốp mít lái cho nó an tâm, đặc biệt là đi đường cao tốc thì không lo bị nổ lốp anh chị nhé. Đấy, lốp mít còn rất dày. Rồi đi vào bên trong nội thất nào. Đối với bản ATH 2018 thì nội thất của Hyundai Accent được trang bị ghế da hai màu. Đấy, ở giữa con lỗ thông hơi rồi. Đấy, rất là đặc trưng của cái ghế da của bản Hyundai Accent anh chị nhé. Nhìn nó cũng có điểm nhấn về nội thất. Bên cạnh đó thì ghế da này anh chị có thể quan sát thấy là gần như là chỉ có bác đi một mình nhá, bác tài này, cái ghế người lái thì nó hơi có cộm một chút thôi. Đấy, tuy nhiên thì vẫn còn căng, và mặt má ghế và mặt ghế vẫn không bị có vết rách hay vết chảy xước thì anh chị nhá. Đấy, còn lại ghế phụ, mặt ghế vẫn còn căng đét luôn anh chị ạ. Ghế phụ đấy ạ anh chị nhá, đây là hàng ghế thứ hai.
Nói chung là về cái bản ATH, bản cao cấp này thì rất ít, cực kỳ ít là xe dịch vụ anh chị nhá. Bởi vì nếu mà anh chị nào mua xe chạy dịch vụ mà chọn số tự động của Hyundai Accent thì sẽ chọn cái bản AT. Đấy. Nó có một cái bản AT nữa anh chị nhá, đó là điều hòa cơ, đó là không có cửa lock, thì cái giá nó sẽ thấp hơn so với bản ATH này. Đấy, thì nó phù hợp cho những anh mà mua để chạy dịch vụ. Chạy dịch vụ à, cái tầm tiền nó thấp hơn anh chị nhá. Đây là nội thất tổng thể của xe. Đấy. Hyundai Accent thì thiết kế nội thất cũng rất là trẻ trung và nhìn nó hiện đại, nó không già dặn như Vios anh chị nhá. Chiếc xe này thì vẫn bác chủ vẫn giữ được trần nỉ nguyên bản của xe. Đấy, bản ATH thì có trang bị cửa lock rồi. À, hệ thống an toàn thì an toàn bị động là trang bị 6 túi khí anh chị nhá, 2018. Đấy. Vios thì 2018 thì cũng để cạnh tranh với Hyundai Accent thì cũng ra cái bản form mới là trang bị 7 túi khí anh chị nhá. Còn nếu mà trước thì chỉ có 2 túi khí thôi. Đấy. Xe khá là giữ gìn và đặc biệt là lớp sơn, bởi vì xe biển Hà Nội thì em phải chọn xe rất là kỹ, đặc biệt là sơn, bởi vì là các bác chủ đi ở Hà Nội mà đi không cẩn thận thì cái sơn nó hay sơn lại nhiều lắm. Đấy. Chiếc xe này thì sơn còn rất là đẹp và mỏng tang thôi anh chị ạ, đặc biệt là nó không bị đâm đụng va chạm gì. Đấy. Táp ni cửa thì vẫn giữ được nguyên zin này, tay nắm cửa trong mạ bạc. Đấy. Táp ni thì kết hợp giữa nhựa đen và da. Đấy. Cái phần da này, đặc biệt là chỗ tì tay này, nó còn rất là mới. Phần dưới thì không bị xước nha anh chị nhá. Cái hàng ghế thứ hai nó cũng rất là căng rồi, gần như là xe chỉ có một người đi thôi, rất ít chở người theo. Đấy. Nếu mà anh chị đi mua xe mà lo cái phần xe dịch vụ, anh chị cứ quan sát cái hai cái mặt ghế kỹ, hai cái mặt ghế của bên phụ kìa. Đấy, có thể là nó bị cái mặt ghế nó bị hỏng nhiều, hay là nó lõm nhiều rồi, hay là cái mặt ghế nó không được còn được căng nữa, thì trong trường hợp là chỉ có người ta mua về người ta bọc mới nhé, thì nó nhìn nó sẽ rất là mới như vừa mới bọc lại, thì đấy cũng là một nguyên nhân. Đấy, những cái nút bấm còn zin này anh chị này, gương chiếu hậu ngoài thì gặp điện chỉnh điện rồi. Đấy, có khóa trung tâm auto đối với kính người lái anh chị nhé. Táp ni còn giữ được zin. Mép cửa đẹp này. Đấy, ổ khóa zin nhé anh chị nhé. Mép cửa dưới thì không có dấu hiệu han giết gì. Đấy. Đây là ốc bản nề, chưa cậy mở gì anh chị nhé. Đấy. Không hề cậy mở gì luôn. Đấy. Ổ khóa. Các chi tiết nhựa của chiếc xe này cũng rất là sạch anh chị ạ. Đấy, nó không bị xước này. Đấy. Nhìn nó rất là mới nhá. Nó tươi, nhựa nó tươi. Chúng ta không nói là mới như là mới xe mới được. Đấy. Và đặc biệt cái mặt chân phanh anh chị có thể thấy mặt chân phanh còn rất đẹp nhá. Nó chưa bị mòn vẹt về một bên. Đấy. Đấy là một chiếc xe sử dụng ít đấy anh chị nhá. Accent 2018 bản ATH thì được trang bị là chống trơn trượt cân bằng điện tử rồi, rất là tuyệt vời anh chị ạ. Đấy, một hệ thống rất là hữu ích mà video trước thì em đã quay giới thiệu về cái hệ thống đấy cho anh chị rồi, nói về cái nguyên lý hoạt động của nó. Đấy. Nói chung là cơ bản là đấy là một hệ thống an toàn chủ động và nó giúp cho hoạt động hoàn toàn là chủ động, tự động phanh và tự động giảm công suất động cơ trong từng trường hợp mà cái xe của mình nó có nguy cơ bị văng đít. Đấy. Tránh cho tình trạng bị lật xe. Tại vì sao mà Fortuner người ta cứ gọi là thánh lật anh chị nhé. Chìa khóa theo xe này còn rất là đẹp. Đấy, cần số zin nhé anh chị nhé. Đấy, nó chưa bị mòn cái đầu cần số này. Mặc dù là Hyundai Accent là cái đầu cần số này, cái chất liệu da của nó hơi kém, thế nên là rất bị dễ bị mòn anh chị nhé. Accent thì 2018 thì sử dụng động cơ 1.4 lít với kết hợp với hộp số tự động 6 cấp anh chị nhé. Cùng đối thủ thì Vios là sử dụng hộp số CVT. Thì em xin phép chia sẻ với anh chị về cái
hộp số tự động 6 cấp và hộp số CVT thì nó có ưu điểm và nhược điểm gì anh chị nhé? Thì đối với cái hộp số tự động CVT, tức là dẫn động bằng dây đai, thì nó tăng tốc nó sẽ mượt mà hơn. Anh chị cứ tưởng tượng nó như là cái dây đai mà cái bu ni máy nước ấy, là nó dẫn động bằng cái kết hợp bằng cái dây đai đấy, thế nên là nó hoạt động rất là êm. Tuy nhiên thì cái nhược điểm của cái hộp số CVT đó là gì ạ? Đó là cái sức chịu quá tải của nó rất là kém. Đấy, anh chị cứ hiểu là cái dây bu ni nên mà khi mà nó bị quá tải thì nó sẽ quay trơn luôn. Đấy, đấy là cái nhược điểm của cái hộp số CVT. Ngược lại thì đối với hộp số có cấp này, ví dụ như Hyundai Accent 2018 này sử dụng hộp số 6 cấp thì nó là dẫn động kết hợp bằng bánh ăn khớp bằng bánh răng với nhau. Thế nên là bánh răng thì nó không thể nào quay trơn được anh chị ạ. Thì cái sức chịu quá tải của nó tốt hơn so với lại hộp số tự động CVT anh chị nhé. Đấy. Và đặc biệt đó là cái hộp số CVT mà nó bị hỏng, nó bị trục trặc vấn đề gì, sẽ đi được 9 vạn 9 rồi anh chị nhé, cây số chuẩn đấy ạ. Cái hộp số CVT mà nó có vấn đề gì về sửa chữa nó sẽ đắt hơn nhiều so với hộp số có cấp anh chị nhé. Đấy là ưu nhược điểm của hộp số CVT và hộp số tự có cấp. Có cấp thì nó 4 cấp, là 6 cấp hay là 8 cấp hay 10 cấp anh chị nhé. Tùy vào dòng xe, và những càng cao thì nó hoạt động càng mượt mà hơn. Đấy, vô lăng của xe Accent 2018 thì nó đã hơn hẳn so với Vios rồi. Đó là nó có cruise control, ga tự động, tích hợp nút điều chỉnh âm thanh. Đây là vô lăng zin của xe anh chị nhé, và nó không bị mòn này. Và cái thứ hai là những cái chỗ bấm còi này nó không bị bóng anh chị nhé. Thiết kế bảng đồng hồ thì khá là đẹp mắt. Xe chạy 9 vạn rưỡi tuột chuẩn rồi anh chị nhé. Có trang bị DVD zin theo xe thôi anh chị ạ. Đấy, chứ chưa phải là màn Android. Xe thì có trang bị hệ thống điều hòa tự động rồi. Còn bản AT nó là điều hòa cơ anh chị nhé. Đây là táp lô này, táp ni này, rất là đẹp, rất là tươi xe đấy anh chị ạ. Có trang bị cam nùi rồi anh chị nhé, rất là sắc nét luôn. Đấy, các chi tiết nhựa trên chiếc xe này cũng giữ rất là đẹp, sạch đẹp luôn anh chị ạ. Đấy, trần nỉ nhá, và có cửa sổ trời rồi. Cửa sổ trời thì hơn Vios rồi. Vios 2018 thì không lấy đâu ra cửa sổ trời, kể cả màn G luôn anh chị nhá. Đấy, đây là cốp xe anh chị ạ. Em sẽ quay cốp xe. Đấy, bao zin cho anh chị. Đấy, phía sau này máng nước và đinh tán zin nhé. Ốc cốp chưa vặn mở gì anh chị nhé. Ốc cốp chưa vặn mở gì. Nói chung cốp sau những cái đường dập nó vẫn còn nguyên bản của nó, khá là mới luôn. Và đặc biệt là cái sơn lòng trong này nó còn sáng, nó còn tươi, nó không bị ố giết gì anh chị nhé. Ổ khóa rất là mới luôn. Nót cốp thì đã trang bị nót cốp ra rồi. Đấy, lòng cốp thì không vết gì đâu anh chị ạ. Nguyên bản luôn, nguyên bản keo chét nhà máy nha anh chị nhá. Thế là chúng ta không lo bị va chạm phía sau rồi, đúng không ạ? Hai bên hông thì ốc bản lề đều zin. Bác chủ thì có lắp thêm gương cầu nồi để khi lùi thì nó quan sát cái vệt bánh xe đằng sau nó dễ dàng hơn. Đấy, đặc biệt là trong những cái đường hẹp, những cái đường bê tông anh chị nhá. Anh chị lùi những cái đường bê tông ở làng riếc mà nó nhỏ nhỏ, xong là bên rìa thì nó hõm xuống rất là sâu. Đấy, chúng ta chỉ cần lùi lệch một chút thôi là có thể hỏng mất bộ lốp luôn. Thế nên là cái gương cầu lồi đấy nó cũng rất là hữu ích anh chị nhé. Khi mà chúng ta lùi là chúng ta quan sát được nguyên cái vệt bánh xe đằng sau, cái mép bánh xe đằng sau, và đảm bảo cho nó không bị trượt xuống cái mép đường bê tông ấy. Ốc bản lề rồi ổ khóa là nguyên bản, sơn lòng trong rất đẹp luôn, rất tươi. Đấy, nó không bị ố, không bị giết nha anh chị nhé. Đấy là sơn zin anh chị ạ. Hệ thống an toàn chủ động thì Hyundai Accent cũng được trang bị những cái hệ thống an toàn chủ động cơ bản cho tất cả các dòng xe anh chị nhé.
anh chị nào mà tìm hiểu sâu thì nó là tiêu chuẩn của Đông Nam Á, viết tắt là NCAP. NCAP anh chị ạ, nếu mà NCAP đấy là anh chị gõ vào Google, anh chị tìm hiểu là cái hệ thống an toàn chủ động tiêu chuẩn của châu Á, thì trên xe nó gồm những là cái hệ thống an toàn cơ bản nào. Em ví dụ nhá, đó là trang bị hệ thống chống bó cứng phanh ABS này, phân bổ lực phanh điện tử EBD này, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA này, đấy. Cân bằng và ổn định thân xe, chống trơn trượt, VSC, đây, nó là cái này đây, anh chị ạ. Đấy, nội thất rất là tươi nha anh chị nhá, và xe không đâm đụng va chạm gì. Vừa rồi em sẽ quay chi tiết để anh chị biết rồi. Bây giờ sẽ đến khoang động cơ của xe. Như em chia sẻ rồi, Hyundai Accent 2018 được trang bị động cơ 1.4 lít, nó sẽ tiết kiệm hơn Vios anh chị nhé, và kết hợp với hộp số tự động 6 cấp. Mức tiêu hao nhiên liệu của nó chỉ từ 5 đến 6 lít trên 100 km thôi, rất là tiết kiệm. Chiếc xe này về khoang động cơ thì anh chị qua em quay trực tiếp đây, anh chị có thể thấy là xe nó zin nha anh chị nhé. Đầu tiên là ụ này, nguyên keo chét nhà máy và không có dấu hiệu han dỉ gì anh chị nhé, nguyên đinh tán luôn. Đấy. Ốc tai ngoài còn zin và ốc cabo zin nha anh chị nhé, nguyên bản luôn anh chị ạ. Đấy. Những cái đường dập nổi là nó sắc nét này, những cái mép lỗ tròn là không có dấu hiệu gò lắn lại này, đấy là rất là tuyệt vời rồi. Đấy. Tấm nỉ dưới lắp cabo phẳng này. Đấy. Mép cốp bên này là chỉ zin nha anh chị nhé. Đấy. Ốc cabo chưa vặn nhé, và ốc tai cũng vậy này. Đấy. Rất là tuyệt vời, thế là quá an tâm rồi. Về động cơ thì Hyundai Accent, chiếc xe này là máy số zin và zin từ dàn cò, nói chung là da máy còn rất là tươi. Đấy. Rất là tươi, chưa động chạm con ốc gì nhé anh chị nhé. Mức tiêu hao nhiên liệu của nó, nói chung là anh chị cứ xác định 6 lít giúp em. 6 lít, và anh chị nào mà đi ở tốc độ thường xuyên thấp hay loanh quanh phố thì nó phải 6 lít, 6 lít rưỡi anh chị nhá. Đấy là tiêu hao thực tế. Một chiếc Hyundai Accent bản ATH bản cao cấp anh chị ạ, có trang bị chìa khóa thông minh, cửa sổ trời này. Xe biển Hà Nội bên em có bao rút hồ sơ và chạy được 9.9 vạn chuẩn rồi anh chị nhá. Còn hai nốt theo xe. Hai nốt trước thì bác chủ đã thay nốt mít mới rồi. Trang bị cũng full đồ rồi, bao gồm DVD cam lùi, đấy, vè mưa và dán phim cách nhiệt rồi. Như vậy là mua chiếc xe này anh chị mua về chỉ việc sử dụng thôi. Và hiện tại bên em đang chào bán chiếc xe này với giá là 398 triệu đồng anh chị nhé. Bao rút hồ sơ cho anh chị và giá cả có thể thương lượng được. Đấy. Anh chị nào đang có nhu cầu vui lòng qua bên em để xem xe và lái thử xe trực tiếp anh chị nhé. Tại xe đẹp Hải Dương, khu đô thị Thiên Phú, thành phố Hải Dương anh chị ạ. Đấy, trên mặt đường Võ Nguyên Giáp anh chị nhé. Cách ngã ba Lam Cường khoảng 1 km thôi. Đấy. Cảm ơn anh chị đã theo dõi video. Em xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị trong các video tiếp theo.